Ai, Trần Khánh Dư và thế trận Vân Đồn. Khi tới Vân Đồn, Quảng Ninh, giặc Nguyên chạm trán quân của Trần Khánh Dư. Một trận đánh lớn đã được diễn ra ở đây. Dù đã chuẩn bị trước, kẻ địch rất mạnh, đội quân nhà Trần do Trần Khánh Dư chỉ huy bị đánh bại. Nghe tin, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông nổi giận, sai trung sứ đưa Trần Khánh Dư về kinh đô chịu tội. Khánh Dư tâu rằng, lấy quân luật mà xử, tôi xin chịu tội, nhưng xin hoãn cho vài ba ngày để lập công trượt tội, rồi sẽ chịu búa rìu cũng chưa muộn. Thấy lời nói có lý, trung sứ thuận lòng cho Trần Khánh Dư thêm cơ hội lập công trượt tội. Nắm được tình hình của địch, Trần Khánh Dư đoán rằng đại quân đi trước, đoàn thuyền lương của chúng tất phải theo sau. Sau trận thắng, Ô Mã Nhi chủ quan khinh địch, không đi theo bảo vệ đoàn thuyền lương. Nhận thấy đây chính là cơ hội vàng để tấn công quân địch, Khánh Dư đã cho thu thập tàn quân mai phục sẵn.